Một trong những lý do lớn nhất khiến cho bản thân của Hường rơi vào trạng thái trầm cảm đó chính là Hường đã mất một khoảng thời gian rất dài không dám đối diện với chính mình. Bởi vì trước đây Hường đã quen với cái trạng thái đó rồi. Tức là khi mình đi học những lớp phát triển bản thân ấy, Hường thường xuyên được dạy cách hô hào rằng là tôi hạnh phúc, tôi giàu có, tôi thành công, rồi thì tôi là một người mạnh mẽ và tôi là một người tràn đầy tự tin. Và Hường đã từng được học rất là nhiều và luôn luôn nói với cái tiềm thức của mình như vậy. Dùng ý thức của mình, dùng kiến thức, ý thức của mình để chấn áp cảm xúc của mình. Đó gọi là một trạng thái là đè nén cảm xúc đấy ạ. Và khi mà mình đè nén cảm xúc như vậy thì mình vẫn thành công các anh chị nhá, nhưng mà nó chỉ là bề nổi thôi. Nó chỉ thành công trong một thời điểm nhất thời và mình bị sống với cái ý thức, cái cảm xúc bị đè nén đó. Và một ngày mình nhận ra được rằng là bên trong, tận sâu bên trong của mình, nó như một ngọn núi lửa, nó chỉ chờ có thời cơ ở nó bùng ra thôi. Bởi vì từ sâu bên trong của mình nó rất là khổ, từ sâu bên trong của mình nó rất là đau thương, nhưng mình lại chưa từng ôm nó vào lòng, mình chưa từng xoa dịu nỗi đau đó, mà mình luôn luôn chấn áp nó rằng là tôi phải hạnh phúc, tôi là người hạnh phúc, tôi là người thành công, tôi là người tràn đầy tự tin. Và rõ ràng bên trong của mình nó luôn luôn run sợ. Dĩ nhiên là khi mình hô hào, tức là mình lập trình ngôn ngữ trong cái tư duy của mình á, thì mình bắt đầu rèn luyện thì mình là một người tự tin, nhưng nó chỉ là bề nổi thôi ạ. Và khi mình sống với bề nổi quá nhiều thì một ngày nào đó ngọn núi lửa bên trong cảm xúc của mình nó sẽ tuôn trào và nó sẽ làm cho mình giống như anh chị em mình hiểu là một bên là một người đứng đầu một chính quyền đi, và chính quyền bản thân mình nha, và một bên thì là lòng dân, tức là dân cả một làng và chỉ có một ông trưởng thôn ấy. Thế thì ông trưởng thôn ép cái người dân của mình là phải đến ngày này là phải làm cái này, thì có thể là một hai lần dân làng sẽ nghe, nhưng nếu như quá nhiều những cái câu chuyện mà nó bất bình quá nhiều những cái điều mà nó loạn ngôn quá và nó khó chấp nhận quá, thì một ngày dân sẽ tụ hợp với nhau lại và lật đổ cái ông trưởng thôn đó, đúng không ạ? Thì cái cảm xúc bên trong của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đang lập trình cái ngôn ngữ của mình, chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đang làm chủ cái tư duy của mình, chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần nói liên tục những cái điều thành công đó thì chúng ta sẽ thành công, nhưng thực ra đó chỉ là một bề nổi thôi. Và khi mà Hường gặp phải rất là nhiều sự khổ đau để mình có thể vượt qua được cái khổ đau đó, thì Hường bắt buộc là cần phải thanh lọc tâm của mình. Vậy thì cái video này Hường muốn nhắn nhủ với tất cả các anh chị, nếu các anh chị đã sử dụng rất là nhiều cái ngôn từ ở cái cuộc sống hiện tại của mình để mình nghĩ rằng là mình đang hạnh phúc đó, mà thực chất ra từ sâu bên trong của mình vẫn luôn cảm thấy cái điều gì đó nó nhen nhóm và mình luôn cảm thấy thiếu như là gì ạ, mua một cái nhà thì lại muốn cái nhà thứ hai, mua một khu đất lại muốn nó đất thứ hai, mua một cái xe thì lại muốn cái siêu xe, đại loại là mình không bao giờ biết đủ với cuộc sống của mình. Được chồng ngồi nói chuyện thì lại muốn chồng chở đi chơi, được chồng chở đi chơi lại muốn chồng chở đi du lịch, được chồng chở đi du lịch thì lại bắt đầu là muốn hai vợ chồng đi đây đi kia và lại muốn nhiều hơn thế nữa. Thì đó là một trạng thái không biết đủ của tâm ạ. Vậy thì để làm được cái điều này thì việc đầu tiên của chúng ta cần phải thanh lọc tâm. Việc thứ hai của chúng ta đó chính là chúng ta cần phải làm bạn, chúng ta cần phải làm bạn với tâm thức của mình, và chúng ta phải đi từng bước để có thể chuyển hóa được tâm thức của mình trở thành cái thứ bình an thật sự bên trong. Và đây cũng là cái thứ mà Hường muốn nhắn nhủ với tất cả các anh chị em của chúng ta. Mọi cảm xúc của chúng ta đều đáng được trân trọng. Chúng ta không nên bác bỏ nó và chấn áp nó, đè nén nó, đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta đè nén quá nhiều thì sau này chúng ta sẽ không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ gặp phải những cái điều không như mong muốn của chúng ta, và chúng ta luôn luôn sống trong một cái trạng thái không biết đủ, và chúng ta sẽ thiếu đi cái sự bình an trong chính tâm thức của mình. Và ở những video sau thì sẽ nói nhiều hơn nhá. Chúc tất cả các anh chị em luôn luôn bình an và có thân tâm hoan hỷ an lạc trong giây phút hiện tại.